Đau dạ dày bao năm cũng hết sạch chỉ nhờ bát nước này. Trong hành trình tìm hiểu về cuốn sách y học cổ có tên Một Dấu Son của nền y học Việt Nam thế kỷ thứ 20 của cố lương y Nguyễn Kiều, người hiệu trưởng đầu tiên của trường y học Tuệ Tĩnh, tôi tình cờ có biết đến một bài thuốc chữa đau dạ dày rất hay. Bài thuốc không chỉ gắn liền với cuộc đời ông mà còn nổi tiếng bởi những sự tích giúp những người lính năm xưa trong suốt những năm tháng chiến tranh vượt qua được căn bệnh quái ác này. Rất tiếc vì điều kiện khó khăn, bom đạn thời bấy giờ nên bài thuốc chưa được đặt tên mà chỉ mới ghi chép lại các thành phần của thuốc. Bài thuốc gồm thạch xương bồ 20g, sa nhân 20g, lá khổ sâm 12g, bán hạ 10g, trần bì 10g, bồ công anh 20g, kim ngân hoa 20g, nam mộc hương 20g và ô tà cốc 20g. Cách dùng thời xưa là tán bột thật mịn cho vào chai nút kín bảo quản để dùng dần. Tuy nhiên ngày nay để thuận tiện thì có thể sắc lấy nước uống theo tỷ lệ 1 lít nước lấy 0,3 lít thuốc, ngày uống 2 lần sáng tối sau ăn, đảm bảo chỉ sau 10 đến 12 ngày là tình trạng đau dạ dày gần như giảm hẳn, bụng hết cồn cào, bệnh nhân ăn ngon, ngủ khỏe. Lưu ý bài thuốc này kỵ với người có chứng khát nước, mất ngủ. Ngoài ra khi dùng cần kiêng thịt mỡ, quả bầu, đu đủ xanh, khoai sọ, măng tre và các thức ăn sống lạnh. Tùy từng thể trạng bệnh và các triệu chứng liên quan mà các thầy thuốc sẽ gia giảm các vị cho phù hợp với cơ địa của từng người. Các anh chị không nên tự ý mua về mà không có sự chỉ dẫn của các bác sĩ đông y dày dặn kinh nghiệm. Thầy Bình, Nam Dược Trị Nam Nhân.